lý do các cặp đôi càng yêu càng béo yêu quá hóa tăng cân đó là câu cửa miệng các cặp đôi càng yêu càng béo thường dùng để an ủi nhau. Một nghiên cứu của American Journal of Epidemiology đã tiến hành theo dõi gần 4.000 cặp vợ chồng từ 45 đến 65 tuổi trong 25 năm, một số bắt đầu từ năm 1986, một số khác là 1989, từ năm 2011 đến 2013. Các nhà khoa học đã lấy số liệu giai đoạn đầu, tổng hợp kết quả từ 3 lần kiểm tra cách nhau trong suốt 3 năm của các cặp đôi khi bắt đầu nghiên cứu. Còn số ban đầu được thống kê là 23% nam giới và 25% nữ giới bị béo phì, quá trình nghiên cứu cho thấy những người đàn ông không béo phì có vợ bị béo phì có nguy cơ bị béo phì cao hơn 78% so với khi vợ chưa béo, tương tự, những phụ nữ có chồng bị béo phì có nguy cơ bị béo phì cao hơn 89% mô hình nghiên cứu trái ngược được tiến hành, một số cặp đôi béo phì bắt đầu giảm cân thì đối phương của họ cũng có khả năng giảm cân, không còn béo phì nữa. Đọc để biết thêm lý do vì sao các cặp đôi càng yêu càng béo để mà không phải càng yêu càng ốm, cùng nghe từ chuyên gia Wendy Watts thôi anh em. Thăng một thời gian hẹn hò đảo lộn thời gian sinh hoạt yêu đương cần hẹn hò, sau 8-9 tiếng làm việc chúng ta hẹn nàng một buổi đi ăn, một buổi cà phê, thế là hết ngày, hết thời gian tập luyện. Trừ khi ông là người không thể sống thiếu gym, tối không thể ngủ ngon giấc vì cả ngày chưa đầy được 100 rep tạ hay hít đất 200 cái, nếu không chúng ta sẽ dễ bị tình yêu làm mù con mắt lắm. Trước còn FA, ông nào cũng cố lấp đầy thời gian chống bằng những hoạt động có lợi lâu dài cho bản thân, giờ thì chỉ nhớ mỗi yêu, tuy nhiên hãy cố vượt qua độ y của bản thân, tập ít thôi cũng được. Sáng dậy sớm hơn tí chạy vài vòng công viên, hay chống đẩy, sơ quát, tập mấy bài tập bodyweight full body, luôn có cách nha anh em, thăng hai cơ thể sản sinh hormone hạnh phúc khi yêu. Cơ thể phát ra hormone hạnh phúc, đó chính là oxytocin và dopamine, chúng làm chúng ta phê pha như, mai thúy, làm giảm căng thẳng, tạo cảm giác thư giãn, bình yên và an toàn. Sau một cuộc vui cùng nàng trên giường, chúng ta không muốn rời khỏi giường, vì lúc này cơ thể sản sinh endorphin giúp kích hoạt mọi giác quan, tăng cảm xúc dễ chịu, thoải mái càng khao khát được ôm ấp yêu thương đối phương hóc môn hạnh phúc này còn có xu hướng định hướng địa điểm hẹn hò chúng khiến chúng ta muốn chọn những nhà hàng ăn nhiều chất béo uống rượu vang ăn kem ăn sô cô la cùng người mình yêu thay vì ở nhà và cùng nhau ăn salad ức gà thăng ba tuần trăng mật đã kết thúc khi còn tán tỉnh xung quanh ông là bao nhiêu đối thủ nặng ký để nàng để ý Ông phải có đặc điểm nổi bật hoặc tốt hơn hẳn so với ông kia, chẳng hạn như giàu, kiếm nhiều tiền từ hai ba job, đẹp trai, body 6 múi, không mỡ thừa, điều này thúc đẩy anh em luôn phải nỗ lực. Phấn đấu hết mình chứng tỏ giá trị bản thân và rồi ngày yêu đương đến, thậm chí ngày cưới cũng qua. Cả hai thấy thoải mái khi ở bên nhau và có thể thấy cần phải gây ấn tượng với đối phương bằng cơ bụng 6 múi hay bắt tay to như buổi đầu hẹn hò nữa, chỉ cần bộ quần áo thoải mái, nằm dài trên sofa ôm nhau xem netflix gọi fast food thế là đủ vui cho buổi hẹn hò cuối tuần rồi và đó là con đường ngắn nhất khiến cả hai trở nên béo hơn mỗi ngày thăng bốn thói quen ăn uống sinh hoạt lành mạnh hoặc không của nhau những thói quen sức khỏe rất dễ lây lan đã bao giờ anh em ăn một tô mì full topping to vào nửa đêm chỉ vì người yêu hay bạn ở chung suốt ngày rủ dê chúng ta ăn khuya chưa chắc hẳn là rồi đúng không thói quen tốt khó rèn chứ thói quen xấu dễ nhiễm lắm tuy nhiên một tin vui cho anh em là những người có lối sinh hoạt lành mạnh cũng có thể ảnh hưởng tích cực lên những người thân thiết của mình nếu anh em không phải là một người khỏe mạnh hãy kết bạn với một người cực kỳ khỏe mạnh chăm chút cơ thể và thói quen ăn uống lành mạnh có thể giúp giúp cả hai tăng cường sức khỏe còn nếu đối phương vẫn kiên trì lối sinh hoạt ăn uống thả phanh hãy chủ động nấu những món healthy của mình nàng không giận vì điều này đâu thăng năm những cặp đôi càng hạnh phúc Càng có xu hướng tăng cân, các mối quan hệ bình thường có xu hướng nghiêng về ham muốn hơn là tình yêu, cả hai không quan tâm thói quen ăn uống, sinh hoạt của nhau. Chúng ta không quan tâm liệu nàng có ăn quá nhiều natri hay ăn không đủ protein không, cả hai ở cùng nhau trong một thời gian ngắn trước khi tìm kiếm đối tượng khác, tình yêu lại khác. Cả hai quan tâm nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, tuy nhiên hãy biến biến khoảng thời gian yêu nhau là cùng nhau béo lên, thành động lực sống tốt hơn của nhau, một đi nhanh hãy đi một mình nhưng muốn đi xa hãy đi cùng nhau hai người cùng quyết tâm sống tốt sẽ cùng xây dựng kế hoạch sống tốt hơn cùng nhau chia sẻ động lực tập luyện ăn uống heo thi nhé